Thưa quý vị, vừa qua tại xã Tân Thượng, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, nhà máy thủy điện Đồng Nai 2 đã đưa vào hoạt động. Đây là một tin vui bởi vì nhà máy này sẽ cung cấp một sản lượng điện lớn cho ngành điện quốc gia. Dự án thủy điện Đồng Nai 2 được khởi công từ ngày 30 tháng 12 năm 2007 do Trung Nam Group làm chủ đầu tư với tổng vốn trên 3.500 tỷ đồng. Tổng công suất lắp máy 70 MW, gồm 2 tổ máy 2 x 35 MW, được xây dựng trên sông Đa Dân, thượng nguồn sông Đồng Nai. Đây là bậc thang thứ 3 trong quy hoạch bậc thang thủy điện trên sông Đồng Nai đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Sau khi đi vào vận hành, mỗi năm nhà máy sẽ cung cấp cho ngành điện quốc gia sản lượng điện năng là 263,8 triệu kWh. Việc hoàn thành đưa vào hoạt động và hòa lưới điện quốc gia của dự án nhà máy thủy điện Đồng Nai 2 sẽ góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đất nước. Với nhiệm vụ chính là khai thác thủy năng để phát điện hòa vào lưới điện quốc gia, ngoài việc cung cấp sản lượng điện ổn định, công trình còn đảm nhiệm các nhiệm vụ khác như điều tiết nước cho hạ lưu, hạ thấp mực nước lũ, giúp cải thiện môi trường tự nhiên và môi trường sinh thái cho khu vực. Ngoài ra, dự án đi vào hoạt động còn tạo điều kiện cho việc phát triển cơ sở hạ tầng, tạo việc làm và đóng góp cho nguồn thu ngân sách của địa phương.